Chào mừng các bạn đã quay trở lại với OK Spoiler Start. Một tuần nữa trôi qua và dựa vào những thông tin sự kiện đã diễn ra tuần trước, những hình ảnh được select ra bên ngoài, và chúng tôi OK Spoiler xin giới thiệu các bạn những dự đoán, những tình tiết cốt truyện có thể xảy ra trong tuần tới từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022. Điều gì sẽ xảy ra tiếp ở trong những tập phim sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Thứ nhất, Spider chấp nhận rủi ro lớn khi Spider tiếp tục lo lắng về sự dính nhiễu của Mark và Gip và nhuận cực đoan. Mặc dù anh ta đã phải duy trì vào một mình, Spider cảm thấy buộc phải can thiệp một cách an toàn nhất. Khi Mark đi qua cà phê và một số tờ rơi anh làm ngưỡng mộ tài năng sáng tạo của anh ấy, nhưng Spider rằng anh không nên lãng phí như thế này cho một người như Gip. Điều này sẽ làm suy yếu nhiệm vụ bí mật Spider. Câu chuyện thứ hai, Gip công khai dẫn chương trình làm việc của mình. Câu chuyện thứ ba là David sẽ phát hiện sự thật với Gip. Câu chuyện thứ tư sẽ là Talon đặt còi cho Spider. Câu chuyện thứ năm là Benny sẽ bị bắt cóc. Câu chuyện thứ sáu xảy ra là Hogwarts đập vật lên những giá trị của mình. Câu chuyện thứ bảy là Dispy quyết định hợp tác với Aya. Câu chuyện thứ tám là mối quan hệ ra sen sự phát triển. Câu chuyện thứ chín là Yala sẽ chuyển đến. Và câu chuyện thứ mười là David thương lượng với Lick và Lannister. Câu chuyện thứ 11 là Ron đưa ra một số lời khuyên. Câu chuyện thứ 12 là Lisa và Link nhận một tin cực lớn. Chúng ta đi về câu chuyện mối quan hệ phát triển của Max và Su. Istanbul cân nhắc chuyển rời khỏi nhà của đức quốc xã vì dịch vụ xã hội đã phát quyết rằng anh ta sẽ có thể chăm sóc Elisa trước khi cô ấy có phòng ngủ riêng. Một số hành vi phải làm dụng của khiến Stu kinh hãi, củng cố suy nghĩ anh ấy về việc chuyển xuống nước ngoài. Bên cạnh đó, Jasmine nói với Stu rằng cô vẫn còn tình cảm với anh và muốn họ ngủ chung giường. Điều này sẽ giải phóng không gian để Ennis có phòng riêng. Và điều gì sẽ đến ở trong những tập phim tiếp theo của tuần kế tiếp, các bạn hãy cùng đón chờ và theo dõi. Vừa rồi là những tổng hợp ý kiến cốt truyện mà chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra trong tuần tới. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào các bạn.